Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Này có vài em động cơ đẹp quá đẹp quay chia sẻ anh em ơi nha. Trước khi vào video anh em nhớ cho em một lượt like anh em ơi, một lượt like, một lượt đăng ký kênh ha, một lượt chia sẻ video. Chia sẻ cho anh em nào cần những con máy như thế này. Đầu tiên thì có con 3T7 3T63 anh em, đẹp như mới luôn ha. Và một con động cơ rất là to luôn, S3L ha. Con này nó hai mấy ngựa, S3L hai mấy ngựa. Và một con Isuki hai máy, nhưng mà con này nó hơi bị khủng luôn nha anh em ơi, nó tới 0.975 lít lận ha, 2AA1 đó, máy rất là to luôn. Rồi em sẽ ghi giá dưới từng con hết cho anh em ơi, em quay mô tả chi tiết rồi sẽ ghi giá từng con cho anh em ha. Rồi đầu tiên con 3T63 anh em ơi, con này phải nói xuất sắc luôn anh em ơi, đẹp cực kỳ luôn ha, từ máy móc ốc ép nè. Giờ mấy cái con ốc cổ bô nè, hồi đây sẽ thiếu con rồi ha. À, đây thiếu con ốc nè, ốc cổ bô nè, không có một chút chày chút gáy luôn, cái cổ bô này ra như mới luôn. Con này chắc bển nó xài như nó chưa xài luôn, xài lướt thì thôi nè. Củ đề nè ha, đen mung, con này đen toàn tập luôn, đen mung luôn. Đây thông tin của máy nha, đây anh em coi để ý cái lóc máy nè, 3T63 ha, 11.5 PS, tua 2006. Con này cái số máy là 06067 nha anh em nhớ ha, 06067. Thì em quay con nào thì cái lóc máy nó là như vậy nha anh em đó. Bên đây nè, cái chớn nắp xi láp là không có miếng chóc miếng chạy luôn nha anh em, không có miếng chóc luôn đó nè, thấy không, không có một miếng chóc luôn. Cổ bô ga nè đó, con này thì không có bô lửa nha anh em đó, bốn góc ga chạy sáng giới chân luôn nha. Bu ly rảnh đây, 1 2 3 4 cái bu ly, 3 4 rảnh đó. Con này phải đẹp len keng anh em ơi. À, con này có cấn mớp mẻ đây xíu nha nè đó, nhưng không ảnh hưởng gì hết ha, mẻ đây xíu chỗ này không ảnh hưởng gì nha nè đó. Còn lại là thôi nó xúc sắc. Con này thì có cái bơm phụ ở dưới bơm lên nha đó, anh em chạy để bình dầu, con này để bình dầu ở dưới là ok luôn ha. À, con này phải nói là đẹp 99% luôn á, 99 như là đập thùng luôn á ha. Từ cánh quạt cũng vậy luôn, ơn trước nè, mắt trước nữa nè đó. Con này thường thì 7.5 triệu nha anh em, 7.5 triệu, mà con này đẹp 99% luôn á, anh em nào ấy thì tranh thủ ha. Rồi ok, test máy dịnh nha, lên ga. Nè, quá phê rồi. Con này có bẻ cò nha anh em, đây nè, con này anh em quay được luôn rồi thôi. Con này là có bẻ cò nha anh em, nào mà kẹt cảnh mà không đề thì quay luôn, ủa không có bình thì quay tay nha, cái giật tay cũng chạy nữa, có kéo cò nè, kéo cò lên giật tay khỏe lắm đó. Con này phải nói là 99% luôn, chỉ bị cấn mớp chỗ này xíu nè, mẻ chỗ này xíu nè anh em nha, không ảnh hưởng gì nha đó. Còn lại con máy là đẹp 99% đó, giá 7.5 triệu nha anh em, chưa vận chuyển anh em lưu ý. Rồi tiếp theo là một con S3L, con này thì mình bán cũng khá nhiều ha, cũng rất là hiếm về, hai mấy ngựa của Mitsu, hai mấy ngựa ha. Con này đẹp lắm nha nè, nhưng mà đây nó chóc một xíu nè, cái chụp cò của nó thôi phải nói xuất sắc luôn nè. Máy nè xúc sắc, S3L thì nó tầm 24 ngựa nè, 24 ngựa bán cũng khá nhiều. Con này cũng rất là đẹp luôn nè, giùm cổ bô nè, cổ bô này không có bị ga ten bị chạy luôn ha đó, không thấy dấu xét luôn cổ bô ha, trên dưới nè. S3L cụ đề 2 tầng nè ha, mới xu. Con này có bơm hông đó, bơm dầu bên hông. Con này đẹp lắm nha nè, đây nè. Con này thì tắt điện ha, thì anh em cho tắt điện vô nó mới chạy nha nè, nó mới hít mới mở nha nghe nè, để mất công câu thì mình tháo tắt điện ra, anh em về thì tự câu điện vô ha. Con này là thường thường tắt đó, phải đấu điện vô nó mới mở chạy nha.
đó, nên mở ra cho mày chạy cho nó dễ. Con này phải nói đẹp rồi xuất sắc luôn. Con này dung tích xi lanh nè 1.25 lít là nghe nè. Đó. Rất to. To vật vã luôn và con này đẹp cực kỳ luôn, cái bô ly nó rất là to luôn nha nè, bô ly nè. Đây cái. Đây dướng cái bô ly này à, không được. Lấy cái gì nãy cái này ra dướng chỗ này chạy để không được nè. Nha, bô ly rất là to, bản rất là to luôn, con bô ly này tắt máy á. Đó. Con máy này phải nó cũng đẹp xuất sắc luôn anh em ơi. Ha. Quay mặt trước nè. Củ đề nè, ô củ phát điện ha. Bơm dầu. Đó. Con này nặng tới 160 kg là quá to luôn. Nặng can xà beng luôn. Ha, máy đẹp can xà beng nha anh em. Rồi. Được chưa? Dầu điện đâu vô ha. Đó. Con này chạy rất ít nha anh em, thấy cái củ đề nè, chỗ này nè, cái chỗ mà da chạm chỗ này nó như mới luôn rồi nè. Con này có bô lửa nha nè, có bô lửa để gắn dầu vô con lành này, em test cho anh em con này luôn ha. Con này chỉ để đây nó chốc chốc cho đây chút xíu thôi, nắp xi lát chốc xíu nè, đây S3L nha. Con này anh em nào chạy xuồng hai mấy ngựa là anh em nào thích nè. Rồi chưa. Ok đây. Nè cái. Rồi. Không có nước. Rồi tắt đi. Nè. Rất là ok luôn nha nè. Vớt bơm lên phì luôn ha. Đó. Sáng dưới à. Nha. Để em chích lại cái cho anh em xem ha. Nè, không có nước vô nó ra khói ở chỗ này luôn. Nha. Dầu lên chích nhẹ cái chạy. Con này hơi hám đồ ngon lành lắm nha anh em, cực kỳ ngon luôn. Có bô lửa nó chạy nghe ấm hiểm im ru à. Đó. Nha. Rồi, con này thì em bán với giá là 13 triệu nha anh em, 13 triệu cho con S3L này nha. Đó, 13 triệu. Ha, mấy con này thì về rất là ít về, lâu lâu mới về được con ha. Nó tới hai mấy ngựa là 24 ngựa, 13 triệu quá bèo luôn anh em ơi. Ha. Tính ra anh em nào mà xài Mitsu thì nó thua, nó rẻ hơn con gì ta? Rẻ hơn con 3T72 nhiều, 3T72 nó tầm 20 ngựa thôi. 18 ngựa thôi. Mà nó đã 15 16 triệu rồi, con này tới 24 ngựa rồi. Ha. Tới 1.25 gì cc lận ha. Rồi tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay là con Isuki anh em ơi. Con này rất là to luôn nha anh em, hai máy nhưng mà nó to lắm, nó nằm trong một cái khung. Cái khung này thì gồm có khát nước, bô lửa, bô e đầy đủ ha. Anh em mà về bơm nước hoặc là về đấu phát điện thì cũng được anh em. Chỉ cần nối cái khớp nối ra, kéo bô ly hoặc kéo cái khớp nối ra đây là anh em chơi được rồi ha. Đây. Cái demo nó có sẵn luôn đây ha. Bô này cổ hút bên trong. Đây, con này là model là 2AA1 ha. Con này rất là lớn nha anh em, 0.975 lít á. Nó tầm hai mấy ngựa nha. Hai mấy ngựa. Đây, cụ đề nó đây. Đề Nippon Denso đây ha. Bầu dưới đây rất là to luôn ha. Rất là to. Con máy này. Chân máy đầy đủ anh em ơi. Nằm trên nguyên một cái khung. Các nước bằng đồng luôn nha. Bằng thau. Đó, máy nè. Máy là bao anh em là chạy ok, con lành không đổ hơi. Đây, cái bét dầu nó bét cơ ở ngoài ha anh em. Đó. Cơ ở ngoài ha. Đây bơm dầu lên. Ha. Nhớt. Ok, con lành hết anh em. Ha. Con này nguyên khung rất là to, cánh quạt đó nè, anh em thấy không? Cánh quạt bằng sắt. Con này nằm trong máy nào không biết nữa. Đây có cái lọc dầu đây, bơm xuống đây cái bét này. Ha. Rồi đó chạy. Đây bô e đây ha. Cái nước đây, cái nước bằng nhôm, cái nước rất là to luôn nè. Mở cái nước ra cho anh em xem đây. Nè. Nước đây ha. Đó. Nước đầy đủ. Nè. Ngon lành anh ơi. Cái nước này cái thép này rất là bự nha. Cái nước này không đã cách điệu bạc anh em. Nha.
Nè, cái nước này bề ngang rất là to luôn ha. Thả bỏ lửa. Nè, nguyên y, nguyên si. Cấn đây xíu là không bị gì á. Nè. Đó, cái nước vừa bản rất là to luôn, bành kỳ ha. Đây, lọc boe nè. Chà bá dài một khúc. Dài cái ba tấc. Đó. Rồi, ok. Chơi thôi, nó chụp cò đây. Ha. Sáng dưới trong rồi anh em. Để hồi chạy mở ra cho anh em coi ha, bao anh em là con này ngon lành không đổ hơi đổ cối. Rồi ok, test. Ra đây nha anh em. Heo này heo cơ nè. Bao đặt. Rồi được rồi. Bao anh em là bảo đảm cho anh em là nguyên zin nha. Bô Imbru anh em ơi. Nha. Nha. Đây chúng ta đi. Tự ra nè, bởi vì chạy thoải mái ha, guarantee ngon lành. Này có cái nước anh em chạy thoải mái cũng không sợ nóng anh em ơi. Đó. Guarantee Imbru. Con này anh em về đấu phát điện ha, bóng 5 kg là thoải mái nha anh em. 5 kg thoải mái, con này tới 20 cửa hơn á, giá cũng rẻ anh em ơi. Con này anh em nào lấy để nguyên cái bộ cụm lê vậy. Các nước boe bô lửa đầy đủ. Giá 9 triệu nha anh em, 9 triệu bộ này nha. Đó, đầy đủ nguyên cơm lê anh em về xài thôi ha. 9 triệu anh em về đấu củ khoát nào 5 kg nữa, 5kg ra hoặc 7,5kg đều được anh em ơi. Con này tới 20 ngựa hay mấy ngựa lận ha, nên thoải mái ha. Rồi ok, thì đó có 3 con ha, giá em báo công khai từng con rồi, quay chi tiết từng con, anh em nào thấy ưng con nào thì alo em, số điện thoại em để trên tiêu đề video ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.